giấy vay nợ. Tôi Lê Công Toàn vay của Trung Kiên 200 triệu. Hứa sẽ trả một tuần sau, không trả gốc sẽ thứ hai, hứa một lần. Đúng hẹn tôi sẽ ôi tôi chết rồi. Ủa, Lê Công Toàn, tức là anh Toàn đấy. Ui thế thì đúng rồi, đúng hôm nọ. Đúng hôm nọ bố Duyên nó vay hôm nọ ông ấy gọi điện đấy, ông cũng bảo ông Duyên là Kiên không gọi điện, ông ấy đòi 200 triệu đấy. Đây này, người ta là vay tiền thế này. Giấy vay nợ. Tôi Lê Công Toàn vay của Trung Kiên 200 triệu. Hứa sẽ trả một tuần xong, trả gốc sẽ thứ hai, hứa một lần thế. Đúng hẹn tôi sẽ ôi tôi chết rồi. Bịt ngay, đúng hoàn toàn cái vay tiền rồi. Đúng Toàn vay tiền làm gì đây? Vay tiền 2 triệu đây, bảo sao họ gọi điện đây. Mình bảo bà này hả? Ê ơi. Đấy, tôi xem cái này này. Làm gì đấy? Đây. Lấy vay nợ của Lê Công Toàn, tức là anh Toàn đấy. Ui thế thì đúng rồi, đúng hôm nọ. Đúng hôm nọ bố Duyên nó vay hôm nọ ông ấy gọi điện đấy, ông cũng bảo ông Duyên là Kiên không gọi điện, ông ấy đòi 200 triệu đấy. Đây này, người ta là vay tiền thế này. Tôi gọi cho anh Toàn không nghe máy. Anh đưa điện thoại của mẹ, anh gọi điện thoại của anh gái, có biết vào gió với nạp rồi giả đắp rồi. Đấy, 200 triệu này này. Hứa một tuần sau sẽ trả đủ gốc và lãi, không thiếu một đồng nào. Nếu không trả đúng hẹn. Tuần sau mới đâu phải trả được. Thế, vay đây là vay bằng này, vay sao ghen, vay nóng rồi, vay kiểu như vay ngắn gọn rồi, vay nhanh ấy. Không vay lâu nhưng mà tiền lãi nó còn nhiều tiền gốc. Gọi cho anh chứ sao? Không nói, cứ tưởng là anh đang treo, không gọi. Toàn anh vay làm gì biết nhỉ? Ờ, bác. Đây, rõ làm gì đây. Mày nhiều lại không trả, chết đấy. Nhà tao đến nhà nó thì thu. Tao thu luôn nhà 200 triệu mà. Giờ lại cho đi rồi. Không nghe máy. Vay tiền mà lại mỗi tờ giấy này thì vay được gì nhỉ? Chắc chứng minh thư là 200 triệu không ạ? 200 triệu giờ là chỉ chứng minh thư. Thế là cái này 200 triệu này bây giờ tính giá trị cả cái chắc có xem cái nhà này rồi tính cái giá trị chắc chắn thì nó phải sao mới vô thế thế địa của nhà mình ở như thế nào mới cho vay đấy, chứ bình thường nó không cho vay 200 triệu nhiều đâu. Bình thường á, nếu muốn vay á chắc chỉ vay đến tầm khoảng 10 đến 20 triệu thôi. Đây chắc chắn là thế chấp rồi hay là thế nó sổ đỏ rồi, chắc bìa đỏ rồi. 200 triệu từ ông nọ đến hôm nay mình tính ra một ông kêu gọi cái đây một tuần rồi mà ông bảo chậm lá của ông ấy tháng rồi không à? Nó mà chậm ngày mai mẹ lại còn thì thế thôi, mà đây nó ghi rõ đây rồi, hứa một tuần sau sẽ trả đủ gốc và lãi. Một tuần sau mà bây giờ chậm lãi của nó một tháng rồi, 200 triệu này tiền lãi tính lên nó phải nó là 50 triệu tiền lãi rồi, 250 triệu rồi. Thế phải gọi tranh thủ lên sang Toàn nó. Vừa gọi anh Toàn hai của anh không nghe máy đâu. Mà cái Duyên thì đi trốn làm, không biết như nào, gia đình hỏng hết rồi. Nhưng mà người đã biết chưa? Biết rồi. Rồi ra nó sẽ biết thì. Rồi ra không trả được, không khất khéo thằng kia. Rồi đến tận nhà đấy nó phá, còn đâu mới làm được nó được. Cái nhà này của nó hết.
nó cầm bìa đỏ rồi, ra các luật bây giờ thì mình cũng thua nó luôn. Ai bảo không ấy không. Mấy cái duyên không ấy, cứ gọi cho điện cho Toàn xem. Ý là gọi tiếp, hay là mẹ như thế này, cái giấy này có nên bảo cái duyên về không? Bảo cái duyên về để xem thì cái giấy tờ này không? Nó là con rồi, thì nó phải bảo nó biết cái gì đấy. Phải nó biết không? Ờ. Mẹ thêm mẹ theo mẹ là nó biết cái giấy tờ là ai chưa? Nó là nó chưa biết, nhưng bây giờ mình bảo nó ra nó không thể hiện ra. Anh không biết lại bảo cái duyên không nhỉ? Bảo cái duyên sợ nó lại nó nghĩ nó lại thấy lờ la nó càng chơi bời hơn, nó càng đi nữa. Không có cái gì mà bảo nó, ví dụ là bố không giả được thì chúng nó phải lớn lên, nó phải tập trung nó làm. Không làm mà giả trước thì cũng phải giả sau chứ, làm sao mà cũng dày thì mới gọi chúng nó. Chứ nó là xã hội đen thế này, vay ấy này mà không giả được, nó còn nãy mẹ cái con. Sao đen rồi, hôm nọ thằng đấy nó gọi điện cho mình đấy, hôm bên nhà đấy. Sao đen rồi, nó nói theo kiểu đấy, sao đen như ngân hàng thì ai nói nói chuyện theo kiểu như kiểu đang ngủ thế. Còn nó sắp cho vay nhỏ, sao đen thôi, nếu mà sao đen nó vay nhanh hơn. Nếu mà vay ngân hàng thì chắc chắn là phải chữ ký của vợ và chồng mới vay được. Đây về mình không biết thì chắc được vay sao đen rồi. Sao đen thì không giả không được đâu, nó nhìn lại nhanh lắm. Giờ biết giả được, lâu mới giả được hết số tiền này 250 triệu nhưng mà phải ít đâu. Mình thì có tiền giả cho anh. Lâu, nhà thuê lâu. Lâu bao được, nó đã vay được nó phải tự giả. Mà không biết vay được cái gì nữa cơ. 200 triệu biết vay được cái gì. Nghe nói thế nào. Có đảm được cái gì đâu. Nghe nói rồi. Bí nào thì giờ thì coi hết thôi, bí chắc bảo cái duyên thôi. Tối nay mà mai bảo cái duyên thôi, xem là như thế nào biết. Tôi biết cái số tiền này cố là lấy tiêu thì không. Cái giấy này ai đưa này? Tại cái giấy này không nhặt ở gầm giường, cũng lấy lên trên nhà, quét nhà đó, lên nhà đấy nó gập hết cả rác lên. Ba ngày tháng không có ai quét được, cái duyên nó đi có về đầu mẹ nó thì là suốt. Qua các nhà đông lên thấy nhà rồi, các quét hộ ấy là thấy giấy trong giường. Một tờ giấy này, cái một tờ giấy xét nghiệm thì khám bác sĩ của anh Toàn ấy. Nhưng mà tờ giấy đấy bị rách ra đấy rồi, rách mất một nửa già rồi. Thế mỗi cái tờ giấy này còn lành thì gấp vào, mở ra xem thử. Tức là có lẽ kiểu tờ giấy đi học hành gì mà nó đi cơ. Mở ra thấy tờ giấy bay nhớ. Thế phải gọi điện cho cái viên nó biết chứ để... Thế thì cái này là gọi điện cho cái viên thôi, chứ để cái này không được rồi. 200 triệu như thế này mà điều tra xem thế nào, 200 triệu như thế này mà để 200 triệu để như này mà không giảm nhanh, không thu xếp giả thì có mà còn lâu. Thế là chết hot. Tao thế thì số tiền đó này biết là nó làm bao giờ mới giảm. Thì nó là 50 triệu các bạn xoay được, chứ là 200 triệu thì cả lãi cả gốc nhân lên nữa thì nguyên 200 triệu gốc thì chắc nghe nó khó giảm rồi. Chứ mà nói gì là mấy trăm triệu cả lãi cả gốc. 200 triệu chắc không giả đâu. Không giả thật. Không giả đâu. Có giả lắm. Mấy trăm triệu tiền. Vay làm cái gì nhỉ? Lúc sửa nhà thì nhà này phải sửa chứ nhỉ? Từ lúc non, từ lâu lâu tháng nay có thấy đâu treo thì sửa nhà rồi đâu. Ai là ốm đau thì cái nào ốm đau thì không. Ai là ốm đau. Nhỉ? Ốm đau thì không biết. Ốm đau thì phải đi viện thì chắc họ con nó biết rồi. Thì vợ con nó biết chứ. Giải nhỉ? Hay là vay cái gì mà lấy cái duyên để chút chân trốn đi làm. Đó, đó, đang, đang này. Hay là bây giờ mình không biết cái số của thằng kia là số nào để mình gọi điện mình khất nợ cơ. Ô, bị do chứ. Mình gọi điện mình khất nên Toàn anh đi rồi, giờ mình phải gọi điện mình khất cơ. Chứ để anh Toàn anh để nợ nhiều cái này thì có mà chết. Để gọi điện khất nó, nếu không trả được thì khất nó thì sao đi ăn chứ. Hay là ngân hàng ấy mà mình giả được thì mình giả, không giả được thì mình bị gọi điện khất nó một câu, không có là nó bực mình hay là lấy nhà nó lên phòng nhà đấy. Trắng thì nó lên phòng nhà nó quá vào nhà ra hết ngoài à. Ê. Thôi chứ gì đấy, ôi phải bảo cái viên theo như nào mà ôi. Nó lên giống cho nên sao mà nó đi vào nó mình về xem nào.